Trạm sạc xe điện VinFast phủ khắp 80 thành phố trên cả nước, mật độ 3,5 km một trạm. Mạng lưới trạm sạc xe điện của VinFast có mật độ dày đặc ở 80 trên 85 thành phố trên cả nước, các trạm cách nhau chỉ 3,5 km. Ngay từ khi công bố tập trung toàn bộ nguồn lực cho phát triển xe điện, VinFast bắt tay vào xây dựng mạng lưới các trạm sạc giá trị hàng trăm triệu USD. Trong thời gian ngắn, trạm sạc cho xe điện của VinFast phủ sóng khắp 63 tỉnh thành. Kết quả này được kiểm chứng vào tháng 3 năm 2022, hai chiếc xe VinFast VF E34 hoàn thành hành trình xuyên Việt, khởi hành từ Hà Nội, lăn bánh trên 1.970 km, trải qua 11 lần dừng để sạc pin và tranh thủ nghỉ ngơi. Hai chiếc xe điện đã tới thành phố Hồ Chí Minh sau 48 giờ. Giải bài toán kép về trạm sạc. Đặt trạm sạc ở 63 tỉnh thành là thành công bước đầu ở việc phủ rộng trạm sạc cho xe điện. Bài toán không dừng lại tại đó, bởi nhu cầu sử dụng xe điện tại mỗi nơi là khác nhau. Cũng giống như hầu hết các dòng ô tô nói chung, thông thường tỷ lệ sử dụng xe điện tại các thành phố lớn và những khu vực trung tâm sẽ cao hơn, yêu cầu nhiều hơn về số lượng trạm sạc. Từ lý do đó, sau khi phủ rộng mạng lưới trạm sạc khắp cả nước, VinFast tiếp tục hướng đến mục tiêu thứ hai là phủ dày. Tính đến nay, hệ thống trạm sạc công cộng của hãng xe Việt có mặt tại 80 trên 85 thành phố trên cả nước. Khoảng cách giữa hai trạm sạc tại khu vực thành phố không quá 3,5 km. Hệ thống trạm sạc của VinFast hiện được triển khai trên 106 tuyến quốc lộ và cao tốc với nhiều loại công suất, từ sạc thường đến sạc siêu nhanh, giúp cho việc di chuyển đường dài, liên tỉnh bằng xe điện trở nên rất đơn giản và thuận tiện. Còn tại thành phố và khu vực trung tâm, khách hàng dễ dàng tìm được trạm sạc ở khắp nơi, từ các bãi đỗ xe công cộng, trung tâm thương mại cho đến chung cư, tòa văn phòng. Kết hợp thêm với việc sử dụng bộ sạc tại nhà, chủ nhân xe điện VinFast có thể yên tâm sử dụng xe trên mọi hành trình khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là lợi thế vô cùng lớn của hãng xe Việt trước những đối thủ khác cũng đang dục dịch giới thiệu các dòng xe điện tại Việt Nam nhưng lại chưa thể giải bài toán kép về trạm sạc. Việt Nam dẫn đầu hạ tầng xe điện. Sự đầu tư của VinFast vào hệ thống trạm sạc cho thấy tầm nhìn chiến lược và lâu dài trong việc phát triển xe điện tại thị trường Việt Nam. Điều này cũng thể hiện tầm vóc toàn cầu của hãng xe điện Việt. Khi nhìn ra thế giới, việc xây dựng hạ tầng trạm sạc cho xe điện vẫn chỉ đang ở bước khởi đầu. Ví dụ, Mỹ vốn được xem là quốc gia đi đầu trong việc phát triển xe điện và là nơi có hạ tầng tốt, thế nhưng Mỹ cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xung quanh bài toán trạm sạc. Một trong số đó là việc đáp ứng nhu cầu sạc xe điện tại các thành phố lớn, khu vực trung tâm hay đặc biệt là tại các căn hộ chung cư, tòa nhà cao tầng, bởi mật độ sử dụng xe điện ở đây rất cao. Để thúc đẩy lắp đặt trạm sạc trong chung cư, đến nay trên 10 tiểu bang ở Mỹ thông qua đạo luật về quyền sạc điện Right to Charge. Luật quy định khác nhau tùy theo tiểu bang, nhưng tất cả đều cấm chủ sở hữu tòa nhà và hiệp hội chủ sở hữu nhà ngăn cản cư dân lắp đặt, sử dụng bộ sạc xe điện tại chung cư. Đồng thời, luật cũng nêu rõ các yêu cầu lắp đặt bộ sạc đúng tiêu chuẩn quy định. Trong khi đó, tại châu Âu, thị trường xe điện lớn thứ hai thế giới, nước Anh ban hành quy định xây dựng sửa đổi về việc lắp đặt các điểm sạc xe điện hoặc các tuyến cáp, hiệu lực từ tháng 6 năm 2022. Trong đó có các yêu cầu mới như mỗi khu nhà mới có bãi đậu xe đều phải có điểm sạc xe điện. Các khu dân cư có trên 10 chỗ đậu xe phải có ít nhất một bộ sạc xe điện. Tại Na Uy, nơi được ví như thủ phủ xe điện của châu Âu, từ năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ra quy định yêu cầu phải phân bổ tối thiểu 6% khu vực sạc cho ô tô điện trong các tòa nhà và bãi đỗ xe mới. Tại Singapore, việc sạc xe điện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng. Ở khu vực châu Á, Singapore là nước có nhiều điểm tương đồng với các thành phố lớn tại Việt Nam. Khi phần lớn trong số 5,4 triệu dân đang sống trong các khu chung cư cao tầng, vì vậy, việc sạc xe điện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng. Chính phủ Singapore đang nỗ lực để đạt được mục tiêu phủ 40.000 cổng sạc công cộng vào năm 2030. Một trong những giải pháp được chính phủ Singapore đưa ra là ban hành luật sạc xe điện. Trong đó, yêu cầu các tòa nhà mới xây dựng phải lắp đặt bộ sạc tại ít nhất 1% trong tổng số chỗ đỗ xe. Cùng với đó là quy định về hạ tầng điện cũng cần đáp ứng đủ tải. Có thể thấy, nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu, Việt Nam đang nằm trong nhóm nước dẫn đầu về hạ tầng trạm sạc cho xe điện. Tuy nhiên, nhiều nước trên thế giới cũng đang có những bài học giá trị để tăng tốc phát triển trạm sạc. Nếu có thể kết hợp tốt giữa ưu thế hiện tại và các bài học từ thế giới, Việt Nam sẽ có những bước phát triển đột phá về giao thông xanh,
với hạt nhân là xe điện trong thời gian tới. VinFast đã được Ấn Độ cấp đất xây dựng nhà máy 2 tỷ USD, rộng hơn 200 sân bóng. Nhà sản xuất xe điện lớn nhất Việt Nam VinFast được cấp đất công nghiệp tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Theo báo Deccan Herald của Ấn Độ, thuộc nhóm báo Deccan Herald, Prajavani Shastha và Mayura có 10 triệu độc giả. Tập đoàn xe điện lớn của Việt Nam VinFast đã được cấp khoảng 400 mẫu Anh, tương đương 1,6 triệu m2, một sân bóng 11 người có diện tích là 7.140 m2. Như vậy, diện tích này tương đương khoảng 220 sân bóng. Tại khu công nghiệp thuộc sở hữu của Tập đoàn Xúc tiến Công nghiệp Nhà nước Tamil Nadu ở Thoothukudi cho nhà máy đầu tiên ở Ấn Độ. Nguồn tin của báo này cho biết lễ động thổ nhà máy VinFast Ấn Độ dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 2 và thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin có thể dự lễ. Việc giao đất về nguyên tắc tại Sipcost ở thành phố Cảng, cách Chennai 620 km, diễn ra chỉ một tháng sau khi VinFast và chính quyền Tamil Nadu ký biên bản ghi nhớ để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và pin cho ô tô điện. Deccan Herald nói thêm rằng VinFast đã cam kết đầu tư 500 triệu USD cho giai đoạn đầu của dự án trong thời gian 5 năm và số tiền có thể lên tới 2 tỷ USD. Nhà máy mới sẽ có diện tích 380 mẫu Anh, tương đương 1,5 triệu m2. Chính phủ bang đã phê duyệt về mặt nguyên tắc việc giao đất. Công ty sẽ bắt đầu quá trình nộp đơn xin các loại phê duyệt khác nhau, một nguồn tin thân cận nói với Deccan Herald. Khu đất nơi hệ sinh thái xe điện của VinFast sẽ hình thành chỉ cách cảng Thoothukudi khoảng 10 km. Điều này sẽ giúp việc xuất khẩu của nhà sản xuất ô tô Việt Nam, được coi là đối thủ cạnh tranh với Tesla của Mỹ, trở nên dễ dàng hơn. Nhà máy VinFast Ấn Độ sản xuất 150.000 ô tô một năm. Nhà máy sẽ sản xuất khoảng 150.000 ô tô mỗi năm. Với sự gia nhập của VinFast, các quan chức cho biết chính phủ Tamil Nadu đang lên kế hoạch định vị khu vực Thoothukudi, Tirunelveli là trung tâm ô tô thứ ba của bang với các công ty như Bosch và lốp xe Yokohama thành lập các đơn vị sản xuất trong khu vực. VinFast cũng muốn các nhà cung cấp ở gần nhà máy của mình. Chúng tôi sẽ giao đất cho họ cũng như khi họ yêu cầu chúng tôi để đảm bảo rằng một hệ sinh thái được tạo ra trong khu vực, nguồn tin cho biết thêm. VinFast sẽ là nhà sản xuất thiết bị gốc OEM đầu tiên trong lĩnh vực ô tô và Tamil Nadu trong 15 năm qua, sau Renault Nissan vào năm 2008. Khoản đầu tư từ VinFast được coi là động lực lớn cho Tamil Nadu, nơi đã nổi lên là trung tâm xe điện của Ấn Độ, chiếm hơn 40% tổng đầu tư theo kế hoạch vào lĩnh vực xe điện, bao gồm cả xe hai bánh. Trước đó, VinFast đã trình làng thị trường Indonesia tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2024. Đây là lần đầu tiên VinFast giới thiệu tới thị trường quốc tế những mẫu xe với tay lái nghịch. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của VinFast về việc là cho xe điện trở nên dễ dàng tiếp cận hơn. Gian hàng trưng bày của VinFast sẽ mở cửa đón khách tham quan kể từ ngày 15 đến 25 tháng 2 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Jakarta, thủ đô Indonesia. VinFast đã công bố đầu tư dài hạn khoảng 1,2 triệu USD vào thị trường Indonesia. Trong đó, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng một nhà máy sản xuất với công suất hàng năm lên đến 50.000 xe điện tại Indonesia. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dàn sao Mỹ hào hứng check-in với VinFast VF9 trước thềm Grammy 2024. Dàn sao Mỹ đổ về sự kiện trải nghiệm của VinFast diễn ra hôm mùng 3 tháng 2 tại đồi Hollywood Los Angeles. Tại đây, những tên tuổi nổi tiếng như Charlie Jordan, Jess Hardy Hudson, Natalie Nanuens hào hứng ký tên lên xe, chụp hình và chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc đầy ấn tượng với các mẫu xe đến từ hãng ô tô điện Việt Nam. Trước thềm trao giải Grammy 2024, VinFast, hãng xe điện hàng đầu Việt Nam chào đón các nghệ sĩ KOL hàng đầu thế giới đến sự kiện trải nghiệm diễn ra tại dinh thự tư nhân trên đồi Hollywood, kinh đô nghệ thuật của thế giới. Mẫu xe VF9 được trưng bày trong bữa tiệc đã gây ấn tượng mạnh với khách mời. Đứng cạnh dòng tên thương hiệu VinFast nổi bật, nam ca sĩ diễn viên người Mỹ Jess Hardy Hudson cùng người mẫu Ciara Hopeless hào hứng trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm đầy ấn tượng tại sự kiện. Trên trang cá nhân Instagram 4,4 triệu người theo dõi, nữ diễn viên người mẫu DJ Charlie Jordan phấn khích chia sẻ những khoảnh khắc hòa mình và không khí sôi động tại sự kiện của VinFast với bạn trai Mike Jardy. Dog Magazine
Ảo thuật gia nổi tiếng với khả năng kết hợp công nghệ vào các màn trình diễn liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội những hoạt động thú vị tại sự kiện. Trên story Instagram, anh thích thú ký tên mình lên chiếc xe VinFast VF9. Sophia Elizabeth, TikToker sở hữu 3,6 triệu lượt theo dõi, cũng chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng cùng VinFast trên nền tảng TikTok. Không chỉ ký tên, Sophia Elizabeth còn vẽ hình VF9 lên cửa trước của xe. Natalie Nanuel, hot Instagram với 3 triệu lượt theo dõi, liên tục đăng tải story Instagram về sự kiện. Cô hào hứng tạo dáng bên cạnh chiếc VF9 đã phủ đầy chữ ký trên nắp capo. Ba anh em Rodlin, Ryden Lee và Rocky Lee của nhóm nhạc Arthrite phấn khích trải nghiệm chiếc VF9 và ký tên mình lên xe. Sự kiện còn quy tụ những cái tên nổi tiếng khác như Naya Nicole, Jaden Smith, Bichinovas, Jennifer K. Cole, Ross, Cholo Cherry, Harry Yostey, Justin Evans, and Justin Glass, Olivia O'Brien, Madeline Atji, Jack Gray, Palin Spin, Matt Friends, Pat Cummins, Chamber Markins, Joe Fulvis, Veronica Ravis, v.v. Không chỉ thích thú trải nghiệm thiết kế đầy ấn tượng của mẫu xe VF9 được trưng bày tại sự kiện, các khách mời còn thoải mái trò chuyện, chia sẻ và cùng lưu lại những hình ảnh ấn tượng với VinFast và VF9. Từ kênh 14, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Loạt xe VinFast tay lái nghịch ra mắt, thiết kế VF5, VF E34 khác lạ, có trang bị hơn xe ở Việt Nam. Trước mắt, những chiếc xe điện VinFast tay lái nghịch được sản xuất tại Việt Nam. Xe sẽ được nội địa hóa tại Indonesia khi nhà máy tại đây hoàn thiện. 6 mẫu xe điện đã được VinFast mang đến Indonesia để tham dự triển lãm IMS 2024. Điểm đáng chú ý là đây đều là các phiên bản tay lái nghịch. Điều đó có nghĩa là VinFast đã sẵn sàng các sản phẩm xe tay lái nghịch để phục vụ thêm nhiều thị trường, trong đó có Indonesia. Bên cạnh đó, VinFast đã có trang web dành riêng cho thị trường Indonesia. Trên đó hiện có 2 mẫu là VF E34 và VF 5. Dựa vào những hình ảnh, sản phẩm được VinFast đăng tải trên trang web, có thể dễ dàng nhận ra nhiều điểm khác biệt của 2 mẫu xe điện này so với bản đang bán trên thị trường Việt Nam. Ví dụ, VF E34 có bộ mâm, ốp cản sơn đen, các cột B, cột C sơn cùng màu thân xe, hay VF 5 có màn hình tích hợp Android Auto, Apple CarPlay. Ngoài ra, chiếc xe VF5 trưng bày tại IMS còn sử dụng bộ mâm khác biệt. Theo công bố của VinFast trên trang web, mẫu VF E34 tay lái nghịch có thể di chuyển 318,6 km tối đa sau một lần sạc, còn quãng đường với chiếc VF5 là 349 km. Sạc nhanh từ 10 đến 70% trong dưới 30 phút. VinFast cho biết sẽ phủ sóng hệ thống chạm sạc trên toàn Indonesia bằng cách kết hợp với các nhà cung cấp tại đây. Mẫu VF E34 được bảo hành 10 năm, còn VF5 được bảo hành 7 năm tại Indonesia. Lô xe VinFast tay lái nghịch này hiện được sản xuất tại Việt Nam. Trong tương lai, những chiếc xe VinFast sẽ được lắp ráp ngay tại nhà máy ở Indonesia. Theo kế hoạch được hãng xe Việt công bố trước đó, nhà máy VinFast tại Indonesia sẽ có công suất khoảng 50.000 xe một năm, tỷ lệ nội địa hóa của xe lên đến 40%. Khoản đầu tư của VinFast vào Indonesia trong dài hạn lên tới 1,2 tỷ USD, khoảng hơn 29.000 tỷ đồng. Cùng với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu USD, hơn 4.800 tỷ đồng để xây dựng nhà máy. Indonesia không phải quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đón nhận xe VinFast. Trước đó, những chiếc VF5 và VF E34 còn được đưa sang Lào để làm taxi xanh SM. Ấn Độ là một quốc gia khác sẽ được VinFast xây nhà máy tại đó. Khoản đầu tư của hãng xe Việt vào quốc gia đông dân bậc nhất thế giới này là 2 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với con số tại Indonesia. Nhà máy VinFast tại Ấn Độ dự kiến có công suất lên tới 150.000 xe một năm. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Việt Nam chính thức tiến vào đường đua dự kiến vượt 1.000 tỷ đô, các ông lớn Trung, Nhật cũng nhập cuộc. Tờ Nikkei của Nhật nhận định Việt Nam đã chính thức bước vào đường đua phát triển trí tuệ nhân tạo ở châu Á, nơi các ông lớn như Nhật, Hàn, Trung Quốc cũng đang tham gia. Tạo nên làn sóng trên thị trường.
Việt Nam đã tham gia vào đường đua phát triển các chương trình trí tuệ nhân tạo AI ở châu Á, phục vụ cho ngôn ngữ và văn hóa địa phương, cũng như giảm bớt sự phụ thuộc vào các dịch vụ do các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ cung cấp. Tờ Nikkei của Nhật cho biết, VGPT của doanh nghiệp Việt Nam đã gây xôn xao dư luận khi ra mắt. Trong khi đó, Sputnik lưu ý rằng, vào năm 2023, ChatGPT của OpenAI đã tạo nên làn sóng trên thị trường công nghệ toàn cầu. Hãng thông tấn Sputnik của Nga đánh giá việc ra mắt các ứng dụng do Việt Nam phát triển là tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực của các đơn vị công nghệ trong nước nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào sản phẩm nước ngoài và nâng cao tính chính xác của những thông tin chứa đựng giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam. VGPT được phát triển bởi Vinbig Data, đơn vị thiết kế chương trình tương tác với người dùng bằng tiếng Việt. VGPT được cho là chương trình AI nội địa đầu tiên được cung cấp cho công chúng. Theo ước tính từ Bloomberg Intelligence, thị trường toàn cầu về AI tổng hợp đang mở rộng 42% mỗi năm. Thị trường dự kiến sẽ đạt 1,3 nghìn tỷ USD vào năm 2032, gấp khoảng 32 lần quy mô 40 tỷ USD vào năm 2022. Dẫn đầu là các công ty công nghệ của Mỹ như OpenAI, Google và Amazon.com. Những công ty có nguồn vốn và nhân tài dồi dào để thâm nhập thị trường. Nhiều công ty trên khắp thế giới sử dụng ChatGPT và các tùy chọn khác được phát triển ở Mỹ. Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc khoa học Vinbig Data cho biết, bất chấp sự cạnh tranh sâu sắc, Vingroup đã chọn phát triển độc lập phiên bản của mình vì nhóm có thể sử dụng dữ liệu của Việt Nam để tạo ra AI có độ chính xác cao hơn đối thủ nước ngoài. Nhiều chương trình AI tổng quát sử dụng trên dữ liệu tiếng Anh, điều đó có nghĩa là có tương đối ít dữ liệu từ Việt Nam để truy cập bằng ngôn ngữ đó, làm giảm độ chính xác của các chương trình đó khi nói đến văn hóa, lịch sử và luật pháp Việt Nam. Mô hình ngôn ngữ lớn của VGPT được cho là hoạt động từ 1,6 tỷ tham số, tương đương vài phần trăm kích thước của GPT-4 của OpenAI. Nhiều thông số hơn thường tương đương với trí tuệ thông minh cao hơn. Nhưng theo hiểu ngôn ngữ đa nhiệm của Việt Nam, một tiêu chuẩn đánh giá AI tổng quát được tùy chỉnh cho thị trường Việt Nam. VGPT vượt trội hơn nhiều so với đối thủ nước ngoài và đạt được số điểm chỉ đứng sau ChatGPT. Vingroup đang ứng dụng công nghệ AI vào xe điện VinFast do tập đoàn sản xuất, với tài xế có thể điều khiển phương tiện thông qua mệnh lệnh bằng lời nói bằng tiếng Việt. Tập đoàn cũng có kế hoạch kết hợp AI vào lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và hậu cần. Cuộc đua cả Trung, Nhật, Hàn đều tham gia. Ước tính có khoảng 5% dân số toàn cầu nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ, nghĩa là có nhu cầu tiềm ẩn lớn về AI được phát triển cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Thúc đẩy cuộc đua phát triển AI bản địa hóa là những rủi ro do quá phụ thuộc vào Mỹ, đặc biệt là khi nói đến khả năng cạnh tranh quốc tế và an ninh quốc gia. Cũng có lo ngại rằng việc sử dụng các chương trình AI được phát triển ở quốc gia khác sẽ dẫn đến vi phạm dữ liệu, ảnh hưởng đến thông tin nhạy cảm. Tại Trung Quốc, nơi đang cạnh tranh công nghệ với Mỹ, Baidu, Tencent Holdings và Alibaba Group Holdings đang phát triển AI sáng tạo. Ineos Bot của Baidu tự hào có hơn 100 triệu người dùng tính đến cuối năm ngoái. Tại Nhật Bản, nhà cung cấp dịch vụ di động Nhật Bản SoftBank Corp cũng đang phát triển LLMs của mình. Tháng 8 năm ngoái, công ty dịch vụ mạng Naver của Hàn Quốq đã giới thiệu HyperCloverX, AI tổng hợp được tùy chỉnh cho ngôn ngữ Hàn Quốq. Chương trình sẽ được tích hợp với công cụ tìm kiếm và nền tảng mua sắm trực tuyến của công ty để cho phép người dùng tìm thấy kết quả họ muốn một cách hiệu quả hơn. Naver cho biết, cơ sở dữ liệu tiếng Hàn của họ lớn hơn 6.500 lần so với dữ liệu tiếng Hàn của ChatGPT, giúp tạo ra văn bản đọc tự nhiên hơn và nhận dạng ngôn ngữ mượt mà hơn. Singapore đã công bố vào tháng trước một kế hoạch phát triển LLM phù hợp với tiếng Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Việt Nam có thể đạt dung lượng thị trường 1 tỷ USD. Theo Sputnik, những diễn biến gần đây khẳng định Việt Nam không phải là ngoại lệ trong xu hướng này, bằng chứng là sự ra đời của hàng loạt sản phẩm AI. Đáng chú ý, các mô hình Gen AI như FPT Gen AI, Phở GPT, Zalo AI gần đây đã được ra mắt. Sputnik nhận xét rằng động thái này hoàn toàn phù hợp với định hướng của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là trong kế hoạch ban hành gần đây của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ mục tiêu Việt Nam sở hữu ít nhất một nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn LLM bằng tiếng Việt vào năm 2025. Tại Việt Nam, ngày 26 tháng 1 năm 2021,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 127 QĐ-TTg về chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Chiến lược đưa ra mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần phát triển kinh tế xã hội và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực và trên thế giới. Sau hơn 2 năm triển khai, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm, đầu tư mạnh mẽ cho trí tuệ nhân tạo và đã từng bước cải thiện, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ và làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo báo cáo chỉ số sẵn sàng về trí tuệ nhân tạo của Chính phủ do tổ chức Oxford Insight kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Canada thực hiện, năm 2022, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 55 trong 181 quốc gia được đánh giá xếp hạng trên thế giới, tăng 7 bậc so với năm 2021. Một bài viết hồi tháng 9 năm 2023 trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn lời ông Trần Minh Vũ, chuyên gia của VNPT AI đánh giá: Việt Nam đã sẵn sàng cho AI. Thị trường AI tại Việt Nam đã, đang và sẽ là một sân chơi tiềm năng dành cho tất cả mọi người. Theo báo cáo của Oxford Insight và Statista, Việt Nam đứng thứ 55 về chỉ số sẵn sàng cho AI, tăng 21 bậc năm 2022. Về dung lượng thị trường AI, Việt Nam có thể đạt 1 tỷ USD vào năm 2026. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Với phát minh này của Ferrari, bạn có thể mang xe từ Việt Nam sang Thái Lan mà không lo bị ngược tay lái. Tuy nhiên, công nghệ độc đáo được Ferrari nộp bằng sáng chế nhiều khả năng sẽ áp dụng cho lĩnh vực xe đua thay vì xe thương mại. Bằng sáng chế mới nhất của Ferrari cho thấy họ đã nghĩ ra một kiểu bố trí cabin mới cho phép người lái có thể lựa chọn bất kỳ vị trí ngồi nào họ muốn. Ví dụ thực tế nhất là khi đi qua các đất nước, lục địa khác nhau, người lái có thể đổi bên ghế ngồi, vô lăng hoặc bàn đạp ga, phanh để phù hợp hơn. Điều đó trên lý thuyết có nghĩa là bạn có thể mang chiếc Ferrari tại Việt Nam sang Thái Lan và đảo ngược lại các bộ phận trong cabin là xong. Chưa hết, trong một số trường hợp, khi các tay đua tập huấn trên đường đua, huấn luyện viên có thể ngồi ghế bên cạnh điều khiển chân ga, phanh, trong khi tay đua tập trung vào vần tay lái. Hoặc khi không có huấn luyện viên, tay đua có thể chuyển cấu hình ghế ngồi về chính giữa cabin để có cảm giác tốt nhất. Để có thể làm được điều trên, tất nhiên Ferrari sẽ phải chuyển các cơ cấu vận hành của xe sang dạng bằng dây by wheels, như tay lái bằng dây giống Tesla Cybertruck hay chân phanh kết nối bằng dây, thậm chí bộ ly hợp dây. Bằng sáng chế của Ferrari cũng tiết lộ rằng hệ thống nêu trên tương thích với cả loại hộp số sàn, nhưng cách vận hành sang số vẫn là bí ẩn. Ferrari lý giải cách để họ có thể di chuyển các bộ phận bên trong cabin xe là bằng ít nhất một bánh răng và một bộ phận gắn răng có bản lề. Khi vô lăng và hộp số di chuyển cùng với ghế ngồi, hai bộ phận này vẫn sẽ được kết nối vật lý với bộ điều khiển bằng dây. Tất nhiên, một ngày nào đó, các kỹ sư sẽ nghĩ ra giải pháp kết nối không dây để tối giản các chi tiết nhất có thể. Gần đây, thương hiệu ngựa Ý đã nộp nhiều bằng sáng chế với các công nghệ độc đáo, bao gồm các bằng sáng chế về ghế ngồi có thể điều chỉnh không giới hạn, thân xe di chuyển cùng với hệ thống treo để ổn định nhanh nhất khi có dao động, thiết bị hỗ trợ người lái và một buồng lái điều chỉnh tự động tương tự như bên trên, thậm chí còn có bằng sáng chế về khả năng điều khiển xe thông qua tay cầm điều khiển thay vì vô lăng và bàn đạp thông thường như các xe thương mại đang áp dụng. Nhìn vào lượng bằng sáng chế trên, không loại trừ khả năng hãng xe tới từ Maranello đang thay đổi cách vận hành của xe hơi thông thường. Hoặc đây sẽ đều là những công nghệ áp dụng vào huấn luyện tay đua của cả đường đua và đường trường. Có lẽ các kỹ sư của Ferrari đang tạo ra một chế độ đua có thể biến chiếc xe đua Ferrari 296 thành mẫu 499B cao cấp hơn chỉ bằng một cú gạt công tắc. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sau cú nổ của VinFast VFY, ông lớn Hàn nhảy vào làm bán tải điện, cùng lúc có hai mẫu còn nhiều ẩn số. Hyundai được cho là đang phát triển hai mẫu xe bán tải điện sẽ có mặt trên thị trường trong thời gian tới. Sau một thời gian dồn sức phát triển các mẫu xe phổ thông, nhiều nhà sản xuất xe đã bắt đầu tiến đến các thị trường xe hẹp hơn, tiêu biểu là xe bán tải điện.
Mới đây nhất, đơn đăng ký tại Úc cho hai tên của Hyundai sử dụng hai mẫu xe mới đã được hé lộ. Cụ thể, tài liệu được nộp lên hôm 27 tháng 12 năm 2023, có một số tên mới cho dòng xe điện Ioniq của Hyundai, lần lượt là Ioniq T7 và Ioniq T10. Giới quan sát dự đoán rằng tên T10 sẽ dành cho một mẫu xe bán tải có kích thước lớn nhất trong giải sản phẩm xe điện của Hyundai. Thậm chí T10 có thể sẽ còn lớn hơn cả mẫu SUV3 hàng ghế Ioniq 7 mà cùng phân khúc với VinFast VF9 hay người anh em Kia EV9. Thông tin về Ioniq T7 và Ioniq T10 do tờ Drive của Úc tìm thấy. Tuy nhiên, nhiều khả năng Úc sẽ không phải thị trường duy nhất có hai mẫu xe này. Tới nay, thông tin chi tiết hơn về hai mẫu xe mang tên Ioniq T7 và Ioniq T10 chưa được công bố và cũng không rõ mẫu xe lớn nhất sẽ nằm tại phân khúc bán tải full size như Ford F-150 hay ở phân khúc bán tải cỡ trung như Ford Ranger và VinFast VF-Wide. Ioniq T7 dường như sẽ dành cho mẫu xe bán tải có kích thước nhỏ hơn Ioniq T10, nhưng cũng không rõ sẽ dành cho xe thuộc phân khúc cỡ trung hay phân khúc bán tải đô thị như Hyundai Santa Cruz hay Ford Maverick. Có một số dự đoán cho rằng hai mẫu xe bán tải này cũng sẽ có thiết kế đặc sắc và ấn tượng như đã thấy trên hai mẫu Ioniq 5 và Ioniq 6. Không chỉ có thiết kế, các mẫu xe điện này cũng có thể sử dụng chung nhiều cấu kiện, linh kiện để giảm chi phí. Nhiều khả năng, hai mẫu bán tải điện mới của Hyundai sẽ có tùy chọn trang bị motor đôi cho cấu hình dẫn động 4 bánh hoặc motor đơn cho cấu hình dẫn động bánh sau. Trước đây, đã từng có thông tin cho rằng Hyundai có thể sẽ cho ra mắt mẫu xe mới trong năm 2025 hoặc năm 2026. Trong khi đó, Kia đang phát triển mẫu bán tải Tasman sử dụng động cơ diesel mà sẽ sớm thành một phiên bản thuần điện. Hiện chưa rõ Kia Tasman có liên quan gì tới Hyundai Ioniq T7 hay Ioniq T10 hay không. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thay thế Trung Quốc, một mặt hàng Việt Nam vụt sáng thành ngôi sao xuất khẩu, hàng loạt cường quốc công nghiệp ô tô Mỹ, Nhật Bản đua nhau săn đón. Nhằm giảm sự phụ thuộc vào công xưởng sản xuất của thế giới là Trung Quốc, nhiều nước có ngành ô tô phát triển liên tục tìm tới Việt Nam. Theo số liệu thống kê cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu, nhóm phương tiện vận tải và phụ tùng của Việt Nam trong tháng 12 đạt 1,17 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng 11 năm 2023. Lũy kế 12 tháng năm 2023, Việt Nam thu về từ nhóm hàng này 14,2 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, trong 10 nhóm hàng hóa xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023, thì phương tiện vận tải và phụ tùng nằm trong hai nhóm hàng hiếm hoi có mức tăng trưởng hai con số, tăng 2,2 tỷ USD. Các thị trường nhập khẩu lớn nhóm hàng này từ Việt Nam đều là những nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức. Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023. Cụ thể, trong tháng 12, nước ta xuất khẩu gần 254 triệu USD, tăng 1% so với tháng 12 năm 2022. Tính chung cả năm, sứ Hoa Anh Đào chi ra hơn 2,9 tỷ USD để nhập khẩu nhóm hàng này, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường này chiếm 20,77% tổng lượng xuất khẩu nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng trong 12 tháng năm 2023. Xếp vị trí thứ hai là Mỹ. Trong tháng 12, nước này nhập khẩu 262 triệu USD, tăng 44% so với tháng 12 năm 2022. Tính chung cả năm, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hơn 2,88 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ chiếm tỷ trọng là 20,36%. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba nhóm hàng này. Việt Nam thu về gần 100 triệu USD trong tháng 12, tăng mạnh 21,4% so với tháng 12 năm 2022. Tính chung 12 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này hơn 1,2 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 8,82%. Ngoài ba thị trường chính, nhiều thị trường cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến trong năm 2023 như Nigeria với 968%, Ả Rập Xê Út 157%, Nam Phi 230%, UAE 221%. Bên cạnh đó, các thị trường khác đa phần đều tăng trưởng hai chữ số. Điều này cho thấy các hãng công nghệ và ô tô trên thế giới tăng cường tìm chuỗi cung ứng linh kiện, phụ tùng ở nền kinh tế gần 100 triệu dân.
Theo nhiều chuyên gia, kết quả này một phần cũng nhờ tác động của việc dịch chuyển chuỗi cung ứng, tìm nhà cung cấp linh kiện thay thế nhằm giảm sự phụ thuộc vào công xưởng sản xuất của thế giới là Trung Quốc. Trong hơn 20 năm qua, Trung Quốc đã vươn lên từ một vị trí vô danh để trở thành nước dẫn đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp phụ tùng xe hơi. Đây được xem là cơ hội lớn cho các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được chú ý nhiều. Từ đó, các đơn hàng linh kiện phụ tùng ô tô đã dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam lớn hơn rất nhiều so với những đơn hàng mà các doanh nghiệp trong nước đang sản xuất và cung cấp hoặc xuất khẩu. Những linh kiện phụ tùng ô tô Việt Nam xuất khẩu những năm gần đây có công nghệ tương đối cao như bộ dây đánh lửa, phụ tùng trong hộp số, túi khí an toàn, linh kiện điện tử trong hộp số. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng chọn Việt Nam làm điểm sản xuất để xuất khẩu đi toàn cầu từ Nhật Bản, Đài Loan. Đồng thời, Việt Nam cũng thu hút được các nhà cung cấp phụ tùng ô tô của các nước khác như Đức, Hàn Quốc. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng, đa số các doanh nghiệp trong lĩnh vực này ở Việt Nam vẫn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi các doanh nghiệp thuần Việt chủ yếu sản xuất những sản phẩm và linh kiện đơn giản, công nghệ chưa cao và giá trị còn thấp, gặp khó khăn trong việc trở thành nhà cung ứng sản xuất và cung ứng linh kiện gốc. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast chính thức giới thiệu giải xe điện tay lái nghịch. Jakarta, Indonesia, ngày 15 tháng 2 năm 2024, VinFast Auto lần đầu tiên giới thiệu đến thị trường giải xe điện tay lái nghịch trong khuôn khổ sự kiện triển lãm ô tô quốc tế Indonesia IIMS 2024. Tại sự kiện, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tham quan và ký tặng lên mẫu xe VinFast VF5 trưng bày tại gian hàng của VinFast. Việc chính thức ra mắt thị trường Indonesia đánh dấu bước tiến tiếp theo trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của VinFast, đồng thời khẳng định mạnh mẽ cam kết thúc đẩy phát triển giao thông bền vững tại quốc gia vạn đảo và trên toàn cầu. Tại IIMS 2024, VinFast trưng bày các mẫu xe VF5, VFE34, VF6, VF7, VF8, VF9 thuộc phân khúc từ A-SUV đến E-SUV, lấy khai phóng cuộc sống xanh làm thông điệp chủ đạo cho triển lãm. VinFast mong muốn mang đến thêm nhiều lựa chọn giao thông bền vững và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng Indonesia, khai phá những tiềm năng không giới hạn của cuộc sống hiện đại và một tương lai di chuyển xanh. Indonesia là quốc gia đầu tiên VinFast giới thiệu sản phẩm tay lái nghịch, khẳng định năng lực nghiên cứu và quyết tâm phát triển xe điện nhằm đưa giao thông xanh đến với mọi người. VF5, VFE34, VF6 và VF7 thuộc phân khúc từ A đến C, dự kiến sẽ là các mẫu xe đầu tiên ra mắt thị trường trong thời gian tới. Sản phẩm của VinFast có thiết kế hiện đại, trẻ trung và được tích hợp công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, VinFast cam kết không ngừng sáng tạo để mang đến các chính sách bán hàng linh hoạt cùng các chính sách hậu mãi vượt trội nhằm giúp xe điện thông minh trở nên dễ dàng tiếp cận hơn với mọi người. Về hạ tầng chạm sạc, VinFast sẽ hợp tác với các nhà cung cấp tại Indonesia để phát triển mạng lưới chạm sạc rộng khắp trên toàn quốc nhằm mang đến trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng Indonesia, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại thị trường. Ông Trần Quốc Huy, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia chia sẻ, VinFast tự hào tham dự IIMS 2024 và giới thiệu những mẫu xe thông minh thân thiện với môi trường nhằm mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng Indonesia. Chúng tôi tin rằng giải pháp di chuyển điện hóa toàn diện của VinFast sẽ đưa xe điện dễ dàng tiếp cận hơn với mọi người, từ đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch trên toàn khu vực. Theo chiến lược phát triển dài hạn tại Indonesia, VinFast sẽ xây dựng cơ sở sản xuất có công suất lên đến 50.000 xe điện mỗi năm. Với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa lên đến 40%, dự án nhà máy VinFast dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm và thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện địa phương. Khi đưa vào sản xuất, Indonesia cũng sẽ là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu của VinFast. VinFast có động thái đầu tiên tại thị trường Indonesia, cổ phiếu VIC bất ngờ tăng mạnh, đẩy vốn hóa Vingroup vượt Hòa Phát. Cổ phiếu VIC đã tăng 5 phiên liên tiếp, lên mức 44.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường của Vingroup hơn 168.000 tỷ đồng, tương đương 7 tỷ USD, vượt qua Hòa Phát trong danh sách các doanh nghiệp niêm yết giá trị nhất sàn chứng khoán.
Sau khi vượt 1.200 điểm ngay đầu năm Giáp Thìn, thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc dưới sự dẫn dắt của các blue chip, trong đó cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup. Công ty cổ phần là một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh. Với mức tăng gần 3,3% trong phiên 16 tháng 2, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn thứ hai vào VN Index. Phiên bứt phá mạnh đã nối dài chuỗi tăng giá của cổ phiếu này lên 5 phiên liên tiếp, ước tính tại mức thị giá 44.000 đồng một cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Vingroup đạt hơn 168.000 tỷ đồng, tương đương 7 tỷ USD. Con số này giúp Vingroup vượt qua Hòa Phát trong danh sách các doanh nghiệp niêm yết giá trị nhất sàn chứng khoán. Cổ phiếu VIC bất ngờ bứt phá mạnh sau khi VinFast giới thiệu giải xe điện tay lái nghịch tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia IIMS 2024 khai mạc ngày 15 tháng 2 tại thủ đô Jakarta. Trong đó, các mẫu xe VF5, VF34, VF6 và VF7 thuộc các phân khúc từ A tới C dự kiến sẽ được bán ra trên thị trường này trong thời gian tới. Tại sự kiện, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng đoàn đại biểu đã tham quan gian trưng bày của VinFast và ký tên lưu niệm lên chiếc VinFast VF5. Một trong những động thái đầu tiên của VinFast sau khi vào Indonesia là ký kết ý định thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên để mở rộng mạng lưới phân phối. Đây cũng là cách bán xe mà VinFast thực hiện tại Mỹ trong thời gian qua. Theo bà Trần Mai Hoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu, việc bắt tay với các đại lý phân phối là một bước tiến quan trọng khẳng định cam kết của VinFast trong việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Được biết, trong quý 4 năm 2023, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào năm 2021. Tại thị trường Bắc Mỹ, VinFast đã nhận được 70 đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý trên toàn nước Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho đợt giao hàng đầu tiên của VF9 vào năm 2024. Với Vingroup, tập đoàn vừa ghi nhận một năm đạt doanh thu kỷ lục 161.634 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2022. Tăng trưởng chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3, cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế của Vingroup trong năm 2023 đạt 13.681 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.051 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng tài sản Vingroup đạt 669.617 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm trước đó một năm. Từ cà phê ép, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast ký kết ý định thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên tại Indonesia. Jakarta, Indonesia, ngày 16 tháng 2 năm 2024, trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Indonesia IIMS 2024, VinFast đã chính thức ký kết hợp định thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên tại Indonesia. Lễ ký kết là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường Indonesia, đồng thời nâng cao sự hiện diện thương hiệu và năng lực cạnh tranh của VinFast trên thị trường xe điện toàn cầu. Các đại lý đầu tiên của VinFast tại Indonesia gồm PAM, GNA, GSU có trụ sở chính tại Jakarta, MCA tại Medan và Majesty tại Batam. Thỏa thuận hợp tác với các đại lý sẽ giúp VinFast nhanh chóng thiết lập sự hiện diện thương hiệu và kết nối với khách hàng địa phương. Dự kiến các đại lý Indonesia sẽ bắt đầu kinh doanh các mẫu xe VF5, VF34, VF6 và VF7 ngay khi các mẫu xe này ra mắt tại thị trường. Thời gian nhận đặt hàng, giá cả và chính sách hậu mãi sẽ được chính thức công bố trong nửa đầu năm 2024. Ông Trần Quốc Huy, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia cho biết, VinFast rất vui khi được hợp tác với các đại lý uy tín hàng đầu tại Indonesia để cùng nhau mang tới khách hàng địa phương những giải pháp di chuyển thông minh, thú vị và thân thiện môi trường. Tôi tin rằng thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay không những thiết lập nền tảng phát triển vững chắc cho VinFast và các đối tác mà còn khai phóng tiềm năng không giới hạn cho ngành giao thông xanh tại địa phương và trong khu vực. Ông Hartono Kudiawan, giám đốc của BAM, chia sẻ,
Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với VinFast, một thương hiệu có tầm nhìn xanh và nền tảng vững chắc trong ngành chuẩn công nghiệp xe điện. Chúng tôi tin rằng hợp tác chiến lược này sẽ mang lại cho thị trường Indonesia thêm nhiều lựa chọn sản phẩm tiêu quốc tế, thiết kế trẻ trung với mức giá cạnh tranh cùng những chính sách hậu mãi tối ưu nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô nước nhà. VinFast đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối xe điện phủ khắp các thành phố lớn của Indonesia trong năm 2024. Việc mở rộng mạng lưới đại lý tại Indonesia thể hiện quyết tâm của VinFast trong việc nhanh chóng trở thành thương hiệu xe điện của mọi người, mọi nhà tại Indonesia. Bước tiến của VinFast vào thị trường Indonesia khẳng định tầm nhìn toàn cầu cùng mục tiêu thúc đẩy của cách mạng giao thông không phát thải vì một tương lai xanh cho hôm nay và thế hệ mai sau. VinFast dục dịch gia nhập Thái Lan, thiên đường xe điện ở Đông Nam Á. VinFast đang thực hiện tuyển dụng một số vị trí để chuẩn bị cho việc kinh doanh tại Thái Lan. Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội việc làm LinkedIn, xuất hiện thông tin VinFast đăng tin tuyển dụng một số vị trí cho văn phòng tại Thái Lan như quản trị nhân sự, quản lý giao vận, giám đốc kinh doanh và phó giám đốc điều hành. Trước đó, mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện hình ảnh trong một sự kiện giới thiệu thị trường Thái Lan của VinFast. Điều này làm dấy lên đồn đoán VinFast sắp tiến vào thị trường láng giềng. Nếu xảy ra thì điều này cũng không quá bất ngờ bởi lãnh đạo VinFast từng nhiều lần khẳng định Đông Nam Á là một trong các thị trường trọng điểm của hãng. Tháng 5 năm 2023, tại Bangkok, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố định hướng mở rộng sang thị trường xe điện khu vực với giải xe điện hoàn chỉnh, đồng thời lên kế hoạch ra mắt thị trường quốc tế 4 mẫu xe điện tay lái nghịch đầu tiên. Mở rộng sang khu vực Đông Nam Á là một phần của chiến lược phát triển toàn cầu của VinFast. Chúng tôi đặt mục tiêu mang đến cho các nước ASEAN những giải pháp di chuyển thông minh, an toàn và trải nghiệm xuất sắc, từ đó thúc đẩy tương lai xanh cho tất cả mọi người, bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch VinFast khẳng định. Thời gian qua, VinFast cũng đã chính thức công bố kế hoạch tấn công thị trường Indonesia và Philippines. Tại Indonesia, thương hiệu ô tô Việt Nam cho biết sẽ xây dựng nhà máy sản xuất phương tiện tay lái nghịch, từ đó xuất khẩu sang các quốc gia lái xe bên tay phải trong Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia. Về thị trường Thái Lan, theo báo cáo của Viện ô tô Thái Lan, năm 2022, xứ sở Chùa Vàng đã thăng hạng một bậc, lọt vào top 10 quốc gia có sản lượng ô tô lớn nhất thế giới với 1,88 triệu chiếc được xuất xưởng. Ngành sản xuất ô tô của quốc gia này chỉ chiếm 2% GDP, trong khi lĩnh vực bán hàng và sửa chữa ô tô xe máy lại chiếm đến 16% GDP. Thái Lan cũng xếp thứ 17 thế giới về xuất khẩu ô tô với 20 nhà sản xuất lắp ráp xe hạng nhẹ, 10 nhà sản xuất lắp ráp xe hạng nặng với tổng công suất hàng năm có thể đạt khoảng 3 triệu chiếc. Dự kiến đến năm 2030, sản lượng ô tô tại Thái Lan sẽ đạt 2,5 triệu chiếc, trong đó lượng xe không phát thải chiếm tỷ lệ khoảng 30%. So sánh với Việt Nam, Thái Lan không có một nhà sản xuất ô tô nội địa nào mang tầm cỡ như VinFast, cả về quy mô, sản lượng, chủng loại sản phẩm hay độ phủ thương hiệu trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu xe điện lại bùng nổ tại Thái Lan nhờ vào việc chính phủ giảm thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng thời trợ cấp tiền mặt cho người mua để đổi lấy cam kết sản xuất trong nước của các hãng xe. Những động thái này đều nằm trong nỗ lực mới nhằm duy trì vị thế là trung tâm ô tô của khu vực Đông Nam Á. Các biện pháp này bắt đầu từ năm 2022 và được kéo dài đến năm 2027, giúp thu hút một làn sóng đầu tư mới. Các nhà sản xuất xe hơi lớn của Trung Quốc như BYD và Great Wall Motor nhằm trong số những công ty đang xây dựng các nhà máy tại Thái Lan. Không chỉ doanh nghiệp Trung Quốc, cuối tháng 12 năm 2023, chính phủ Thái Lan cho biết 4 nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 150 tỷ baht, tương đương 4,3 tỷ USD vào lĩnh vực xe điện ở quốc gia Đông Nam Á này trong vòng 5 năm tới. Hiện tại, các mẫu xe điện ăn khách nhất tại Thái Lan đa số là các mẫu xe cỡ nhỏ, xe mini đến từ các thương hiệu Trung Quốc như Neta, BYD, Huling, MG, GWM. Xe Nhật Bản cũng rất được ưa chuộng với các mẫu xe thuần điện của Nissan, Toyota, Lexus. Ngoài ra còn các mẫu xe điện hạng sang của Mercedes-Benz, BMW, Mini, Audi, Porsche, Volvo. Từ KFF, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast ký kết ý định thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên tại Indonesia. Ký kết này giúp mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường Indonesia, nâng cao sự hiện diện thương hiệu và năng lực cạnh tranh của VinFast trên thị trường xe điện toàn cầu. Ngày 16 tháng 2, trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2024, VinFast đã chính thức ký kết ý định thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên tại Indonesia.
Các đại lý đầu tiên của VinFast tại Indonesia gồm PAM, GNA, GSU, có trụ sở chính tại Jakarta, MCA tại Medan và Majesty tại Batam. Thỏa thuận hợp tác với các đại lý sẽ giúp VinFast nhanh chóng thiết lập sự hiện diện thương hiệu và kết nối với khách hàng địa phương. Dự kiến, các đại lý Indonesia sẽ bắt đầu kinh doanh các mẫu xe VF5, VFE34, VF6 và VF7 ngay khi các mẫu xe này ra mắt tại thị trường. Thời gian nhận đặt hàng, giá cả và chính sách hậu mãi sẽ được chính thức công bố trong nửa đầu năm 2024. Ông Trần Quốc Huy, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia cho biết, VinFast hợp tác với các đại lý uy tín hàng đầu tại Indonesia để cùng mang tới khách hàng địa phương những giải pháp di chuyển thông minh và thân thiện với môi trường. Thỏa thuận này hợp tác không những thiết lập nền tảng phát triển vững chắc cho VinFast và các đối tác mà còn khai phóng tiềm năng không giới hạn cho ngành giao thông xanh tại địa phương và trong khu vực. Ông Hartono Kuniawan, giám đốc của PAM, chia sẻ, hợp tác với VinFast, một thương hiệu có tầm nhìn xanh và nền tảng vững chắc trong ngành công nghiệp xe điện sẽ giúp thị trường Indonesia thêm nhiều sự lựa chọn sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế, mức giá cạnh tranh cùng những chính sách hậu mãi tối ưu nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Indonesia. VinFast đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối xe điện phủ khắp các thành phố lớn của Indonesia trong năm 2024. Việc mở rộng mạng lưới đại lý tại Indonesia thể hiện quyết tâm của VinFast trong việc nhanh chóng trở thành thương hiệu xe điện của mọi người, mọi nhà tại Indonesia. Bước tiến của VinFast vào thị trường Indonesia khẳng định tầm nhìn toàn cầu, cùng mục tiêu thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông không phát thải vì một tương lai xanh. Từ KVF, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. 4 cặp vợ chồng đại gia Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷ. Người xưa vốn có câu, thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Ngày nay, nhiều gia đình doanh nhân Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷ đồng. Vợ chồng chủ tịch Vingroup, vợ chồng tỷ phú chủ tịch tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIC là cặp đôi nổi tiếng nhất trên thị trường. Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương từng là cựu du học sinh tại Liên bang Nga thập niên 90. Năm 1994, hai người cùng một số cộng sự sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Technocom, tiền thân của Vingroup. Vingroup hiện là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, công nghiệp ô tô cùng nhiều lĩnh vực khác. Tháng 8 2023, tỷ phú Vượng niêm yết cổ phiếu hãng ô tô VinFast trên Nasdaq thông qua hình thức SPAC. Tính đến ngày 2 tháng 2, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản khoảng 88.121 tỷ đồng. Bà Phạm Thu Hương hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Vingroup. Ngoài công việc kinh doanh, bà cùng ông Vượng đồng sáng lập quỹ VinFuture. Bà được giới thiệu có bằng thạc sĩ luật quốc tế, Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev, Ukraine. Bà từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Vincom Retail, mã chứng khoán VIE. Từ ngày 1 tháng 3 2014 đến ngày 20 tháng 3 2015, hiện bà Thu Hương sở hữu khối tài sản tương đương khoảng 7.225 tỷ đồng từ cổ phiếu VIC. Vợ chồng chủ tịch Masan, một vị tỷ phú khác cũng xuất thân từ du học sinh Liên bang Nga thập niên 90 là chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Masan, mã chứng khoán MSN, ông Nguyễn Đăng Quang. Sau khi trở về nước, ông công tác tại Viện Khoa học Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2000. Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank. Đến năm 2000, ông Quang thành lập tập đoàn Masan và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị đến nay. Vị tỷ phú này được giới thiệu có bằng tiến sĩ khoa học công nghệ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Belarus, thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân Pleikako. Ông hiện sở hữu khối tài sản khoảng 17.922 tỷ đồng tính đến ngày 2 tháng 2. Đồng hành với ông Quang là vợ, bà Nguyễn Hoàng Yến. Bà Yến từng là giáo viên trường cao đẳng kiểm sát. Từ năm 2000, bà là thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Masan. Hiện bà còn là chủ tịch hội đồng quản trị cũng như thành viên hội đồng quản trị của các công ty thuộc hệ sinh thái của Masan như công ty cổ phần Masan Phú Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Trắng, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo, công ty cổ phần Vinacafé, Biên Hòa. Bà Hoàng Yến sở hữu khối tài sản tương đương khoảng 2.839 tỷ đồng từ cổ phiếu MSN, MCH, TCB. Vợ chồng chủ tịch Thành Thành Công. Vợ chồng doanh nhân Đặng Văn Thành và Huỳnh Bích Ngọc được biết đến là đại gia ngành mía đường. Cuối thập niên 80, hai ông bà lập ra xưởng sản xuất mật dì đường để mưu sinh. Về sau, cơ sở này phát triển thành công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công, doanh nghiệp lớn nhất ngành mía đường hiện nay. Ngoài mía đường Thành Thành Công, còn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản, du lịch, giáo dục. Bà Huỳnh Bích Ngọc
được mệnh danh là Nữ hoàng mía đường. Hiện, bà là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thành Thành Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thành Thành Công, Biên Hòa, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. Nữ doanh nhân này sở hữu khối tài sản khoảng 1.070 tỷ đồng đến từ cổ phiếu SBT, SDR, GEG, PSS. Nếu như tên tuổi bà Ngọc gắn với ngành mía đường, thì ông Đặng Văn Thành lại gắn với ngành ngân hàng. Ông Thành là người gây dựng nên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank từ năm 1991, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, gia đình ông Thành mất quyền kiểm soát tại Sacombank và nhóm nhà đầu tư đến từ SCB Bank, Southern Bank. Từ một ngân hàng lớn mạnh, đến đầu năm 2017, Sacombank được ngân hàng nhà nước đưa vào diện tái cơ cấu và tập trung xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Mãi đến tháng 12-2019, ông Thành mới xuất hiện trở lại tại buổi lễ kỷ niệm 28 năm thành lập Sacombank. Hiện ông Thành là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thành Thành Công. Vợ chồng vua tôm Minh Phú, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, mã chứng khoán MBC là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam. Người sáng lập tập đoàn này là ông Lê Văn Quang và vợ là bà Chu Thị Bình. Ông Quang vốn là kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản. Giai đoạn từ năm 1981 đến 1988, ông là cán bộ kỹ thuật, sau đó là quản đốc phân xưởng Công ty xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải. Khi đất nước mở cửa, năm 1992, hai vợ chồng ông bà Thành làm chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Phú chuyên về xuất nhập khẩu thủy sản. Từ sau năm 2003, ông Quang là tổng giám đốc tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Hiện ông Quang còn là chủ tịch hội đồng thành viên của các công ty nằm trong hệ sinh thái của Minh Phú, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giống thủy sản Minh Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Minh Phát. Ông Quang hiện sở hữu 31,1 triệu cổ phiếu MBC, tương đương khoảng 542 tỷ đồng. Khác với các cặp vợ chồng doanh nhân khác, bà Chu Thị Bình, vợ ông Quang lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Minh Phú. Bà Bình còn giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp này. Ngoài ra, bà còn là Giám đốc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thủy hải sản Minh Quý. Bà Bình hiện sở hữu 35,1 triệu cổ phiếu MBC, tương đương khoảng 592,5 tỷ đồng. Từ Dân Trí, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.